Chúng ta, dù già hay trẻ, chắc hẳn đã đều nghe đến tháng cô hồn và những điều cấm kỵ không nên làm trong tháng cô hồn. Xin chào các bạn đang dừng chân tại trạm khám phá của trạm review sách. Hãy cùng xem hôm nay trạm mang đến cho các bạn thông tin bổ ích gì nào. 7 điều cấm kỵ trong tháng 7 cô hồn. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cũng cho rằng tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại tài vận, may mắn. Vậy nên hầu hết các công việc cưới hỏi, xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Trong dân gian, người ta truyền tai nhau rất nhiều những điều cấm kỵ tránh làm trong tháng cô hồn. Có nhiều người không tin, coi đó là thứ nhảm nhí, nhưng cũng có nhiều người quan niệm, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thứ nhất, không đi chơi đêm. Trong quan niệm xưa cũ, tháng cô hồn là tháng ma quỷ hoạt động nhiều, không nên đi chơi đêm để tránh gặp những điều xui xẻo không mong muốn. Thứ hai, không phơi quần áo vào ban đêm. Theo quan niệm dân gian, ban đêm là thời gian hoạt động của thế giới khác. Không phơi quần áo vào ban đêm vì ma quỷ trông thấy sẽ mượn và để lại quỷ khí trong các bộ quần áo ấy. Thứ ba, không cắm đũa lên bát cơm. Trong quan niệm của người Việt, cắm đũa lên bát cơm là hình thức cúng tế. Điều này sẽ khiến ma quỷ đánh hơi thấy và dùng cơm chung mang âm khí vào nhà. Thứ tư, không réo tên nhau vào ban đêm. Những người khi đi chơi đêm không nên réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên của người được gọi, đó là một điểm xấu. Thứ năm, không treo chuông gió ở đầu giường. Không treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông gió sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi con người chìm vào giấc ngủ sẽ dễ dàng bị chúng xâm nhập và quấy phá. Thứ sáu, không hù dọa người khác. Hù dọa người khác sẽ khiến họ giật mình hồn bay phách lạc, dẫn đến việc dễ dàng bị ma quỷ xâm nhập quấy phá. Thứ bảy, không để mũi giày hướng về phía giường. Để mũi giày hướng về phía giường sẽ khiến ma quỷ đoán ra người trên giường là người còn sống. Chúng sẽ leo lên giường và ngủ chung với bạn. Trên đây là 7 trong số những điều cấm kỵ mà dân gian tương truyền nên tránh trong tháng 7 cô hồn. Trạm khám phá chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Đừng quên nhấn like, ủng hộ và subscribe để đón chờ những video tiếp theo của bọn mình nha.